Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình dạy tiếng Trung theo chủ đề của Trung tâm Ngoại ngữ Tomato. Các bạn thân mến, khi chúng ta đi du lịch hoặc chúng ta di chuyển đến một nơi nào đó thì việc chúng ta bị lạc đường hoặc gặp rắc rối khi tìm đường là một điều khó tránh khỏi. Vì vậy, các cấu trúc câu liên quan đến chủ đề tìm đường và các từ vựng liên quan đến chủ đề này trong tiếng Trung là gì? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ngay trong bài học hay sau đây.你好，你好，嗯，不好意思，我好像迷路了。嗯，请问附近有购物中心吗？购物中心？对呀，附近有啊，就在前面。前面吗？对。啊，太好了。嗯，去购物中心怎么走呢？啊，很容易啊，你先一直往前走，到了一个十字路口就往左拐，那里有一所学校。啊，购物中心就在学校的对面啊。啊，谢谢你。啊，对了。 Ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các từ vựng chỉ phương hướng trong tiếng Trung. Bảy biển, bảy biển. Phía Bắc, Nán biển, Nán biển, phía Nam, Đông biển, Đông biển, phía Đông, Xi biển, Xi biển, phía Tây, Chiến biển, Chiến biển, phía trước, Hậu biển, Hậu biển, phía sau, Zuo biển, Zuo biển, bên trái, Yêu biển, Yêu biển, bên phải. 往前走，往前走， đi thẳng. 往左拐，往左拐， rẽ trái. 往右拐，往右拐， rẽ phải. 附近，附近， gần đây. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các cấu trúc câu liên quan đến chủ đề hỏi đường và các từ vựng chỉ phương hướng trong tiếng Trung. Hy vọng thông qua bài học này, các bạn sẽ phần nào cảm thấy tự tin hơn trong việc sử dụng các cấu trúc câu hỏi đường trong giao tiếp hàng ngày. Hẹn gặp lại các bạn trong những video chủ đề tiếp theo. Ta chào, zai jiàn.